Thưa quý vị, nhằm có thêm niềm tin, thông tin, dữ liệu khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tiếp tục tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hơn nữa thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và khảo sát thực tế tại tập đoàn TH Chumil nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An. Thủ tướng và đoàn công tác đã tham quan trang trại nuôi bò sữa, thăm hệ thống sản xuất sữa, nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả núi tiên của tập đoàn TH, thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của tập đoàn TH, trao đổi với cán bộ, công nhân, người lao động của tập đoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, qua các kỳ đại hội đảng, vị trí và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân dần được khẳng định. Điều này khẳng định quan điểm của Đảng ta về kinh tế tư nhân là quá trình phát triển liên tục. Kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội. Đối với tập đoàn TH, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục phát huy thành quả phát triển trong suốt những năm qua, không chủ quan, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để phát triển, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân của tỉnh Nghệ An và các địa phương khác, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại các nước, thực hiện tốt các thỏa thuận, cam kết, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam tại các nước. Chia sẻ với tập đoàn TH, nhưng mà cũng rất mong là tiếp tục nỗ lực để mà làm cái mục tiêu cao cả này. Vì cái sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và vì cái mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh và sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Tiếp tục phát huy những cái gì đã làm được và tiếp tục làm cái nghĩa vụ quốc tế. Và cái mong muốn lớn nhất làm sao cho đời sống của cán bộ, công nhân viên làm việc trong TH trưởng thành lớn mạnh cùng với TH. Cùng với lại sự trưởng thành lớn mạnh của cá nhân chị Thái Hương, người lao động trong tập đoàn TH cũng được nâng cao cả về tinh thần và vật chất, góp phần xây dựng đất nước ta là một cái đất nước hòa bình, một cái đất nước người dân luôn luôn ấm no và hạnh phúc, đất nước hùng cường và thịnh vượng. Thủ tướng đề nghị tập đoàn TH, bà con nông dân, các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục phát triển mô hình kinh tế này trên cơ sở kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa trồng trọt chăn nuôi, tích tụ ruộng đất, tạo cánh đồng mẫu lớn, liên kết, phối hợp giữa doanh nghiệp với người nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý, kết hợp giữa sản xuất với thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng xanh, sạch để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Nhân buổi thăm, làm việc tại tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 30 nhà văn hóa cấp xã miền núi khó khăn và 20 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại huyện Nghĩa Đàn.